Kể từ khi dịch virus corona bùng phát tại Trung Quốc, có không ít những câu chuyện đau lòng xảy ra. Số người tử vong vì virus corona đã lên tới 213 người. Nhưng câu chuyện mà Blog Việt Phút sắp chia sẻ đây có lẽ còn đáng thương hơn cả. Một chàng trai 17 tuổi ở tỉnh Hồ Bắc Trung Quốc qua đời sau 6 ngày vì không được ăn uống và chăm sóc thường xuyên. Lý do vì trong khoảng thời gian này, cha của cậu bị cách ly vì nhiễm virus corona khiến ông không thể ở bên chăm sóc con trai mình mỗi ngày. Tờ báo Trung Quốc Beijing Zhao Daily đưa tin, Giang Cheng, 17 tuổi, một bệnh nhân khuyết tật ở Hồ Bắc vừa qua đời vào ngày 29 tháng 1 sau khi không được ăn uống và chăm sóc thường xuyên trong 6 ngày. Chàng trai Giang Cheng bị bại não và không thể tự sinh hoạt, ăn uống mà cần được quan tâm thường xuyên. Các nhà chức trách của tỉnh Hồ Bắc đã mở cuộc điều tra xung quanh cái chết của chàng trai này. Mẹ của Cheng đã qua đời khi mà cậu con trai thứ hai được 1 tuổi. Ông Yang Xiaowen, cha của Yang Cheng, 49 tuổi, và em trai 11 tuổi của cậu cũng mắc bệnh tự kỷ, đã đi từ Vũ Hán tới Hồng An ở Hoàng Cương, Trung Quốc để thăm họ hàng vào ngày 17 tháng 1. Khi trở về, ông Yang Xiaowen bị sốt cao 3 ngày. Sau đó thì hai cha con đã bị cách ly vì bị nhiễm viêm phổi lạ do virus corona. Chỉ còn Cheng ở nhà một mình, không có thực phẩm và cũng không có ai chăm sóc. 6 ngày sau khi cha và em trai bị cách ly vì nhiễm virus Vũ Hán, chàng trai 17 tuổi này đã qua đời. Mặc dù bị cách ly do nhiễm virus corona, nhưng cha của cậu, ông Xiaowen vẫn rất lo lắng cho con trai không được chăm sóc. Ông Xiaowen đã lên mạng Weibo để cầu cứu cộng đồng mạng. Ông viết, "Tôi có hai con tàn tật, con trai lớn bị bại não và không thể đi lại, tự chăm sóc bản thân. Con tôi đang ở nhà một mình được 6 ngày mà không có ai bên cạnh, không có đồ ăn, nước uống." Bài viết đăng tải kèm theo bức hình chụp gia đình ông Xiaowen. Ngoài ra, trong bài còn đính kèm bức hình chụp cuộc gọi của ông với bí thư thôn. Trong bài viết, người đàn ông nhờ sự giúp đỡ của những nhà hảo tâm quyên góp quần áo và thực phẩm cho cậu con trai lớn ở làng Yancha, huyện Hồng An, thành phố Hoàng Cương, tỉnh Hồ Bắc. Ông Xiaowen cho biết thêm, "Mình được chẩn đoán nhiễm virus corona vào ngày 27 tháng 1 và được cách ly điều trị ở bệnh viện quận. Theo thông tin của người cha, con trai lớn chỉ được ăn 2 bữa từ 24 đến 28 tháng 1. Tuy nhiên, tài khoản Weibo của Xiaowen sau đó đã bị xóa." Các quan chức của tỉnh đã tới địa chỉ nhà được cung cấp, nhưng thiếu niên đã tử vong vào chiều cùng ngày. Báo cáo cho biết là dì của Trang cho em ăn 3 lần và tắm rửa 2 lần trong 6 ngày. Nhưng người phụ nữ không thể ghé thăm thường xuyên vì sức khỏe không tốt. Ngày 28 tháng 1, bà tới thăm Trang và nhận thấy sức khỏe của cậu yếu đi nhiều. Thiếu niên 17 tuổi nằm trên ghế sofa, đầu ngả ra, khuôn mặt, miệng và mồm kín bẩn thỉu. Dì của Trang vệ sinh cho em bằng nước đun sôi, thay quần áo bẩn và cho em ăn một chén cơm nhỏ, uống một ít nước. "Cháu tôi không thể ăn thêm được," người dì kể lại. Người cha 49 tuổi sau khi biết tin buồn về cậu con trai xấu số đã liên hệ với một tổ chức khuyết tật tại Vũ Hán để được giúp đỡ. Huyện Hồng An đã thiết lập cuộc điều tra về cái chết của thiếu niên này. Giá như cha cậu không đến Vũ Hán, giá như cha cậu không bị nhiễm virus ác quỷ mang tên corona, thì có lẽ chàng thanh niên 17 tuổi này sẽ vẫn được chăm sóc. Cầu mong cho cậu sẽ được yên nghỉ và kiếp sau được là một chàng trai khỏe mạnh bình thường. Cầu mong cho cha và em trai của cậu sẽ kiên cường để chiến thắng virus corona. Dịch virus corona hiện đang hoành hành trên toàn thế giới, cướp đi sinh mạng của 213 người. Ghi nhận thông tin từ lời giới chức Trung Quốc sáng ngày 31 tháng 1 cho hay đã có 213 người chết vì virus corona Vũ Hán. Sau khi Tổ chức Y tế Thế giới WHO ban bố tình trạng khẩn cấp về sức khỏe cộng đồng toàn cầu. Đại diện Ủy ban Y tế tỉnh Hồ Bắc, tâm điểm của dịch bệnh cho hay số ca tử vong của tỉnh này đã tăng thêm 42 ca lên thành 204 tính đến cuối ngày 30 tháng 1. Ngoài ra, có một ca tử vong được xác nhận ngoài tỉnh Hồ Bắc. Số ca bệnh mới được phát hiện tại Hồ Bắc trong ngày là 1.220 và tổng số ca của tỉnh hiện nay là 5.806. Với 8 ca tử vong khác ở tỉnh ngoài thành Hồ Bắc đã được xác nhận trước đó, tổng số người chết hiện tại đã là 213. Ủy ban Y tế Quốc gia Trung Quốc dự kiến đưa ra thông kê mới trong cuộc họp báo sáng ngày 31 tháng 1. Các nhà khoa học từ khắp nơi trên thế giới đang tích cực để tìm ra loại thuốc đặc trị cũng như là vaccine để phòng chống virus corona mới. Chúng tôi sẽ liên tục cập nhật những tin tức mới nhất liên quan đến virus corona. Nhấn like và đăng ký kênh để nhận được những video tiếp theo nha.